What's up bro, và chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình. Ok, thì bữa nay là trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam vào lúc 0 giờ ngày 8 tháng 10. Thì mình có ra một cái event cho anh em, đó là dự đoán tỷ số và nhận 1KFV hoặc là 100.000. Đấy, anh em đi qua cho xin ít like nhé. Rồi thì bước 1, anh em like, subscribe kênh YouTube của mình, video này nhé. Rồi, thì bước 2, anh em dự đoán tỷ số và đội ghi bàn đầu tiên. Thì cái này mình sẽ tổng lại hết. Nếu mà có nhiều đáp án mà giống nhau á, thì mình sẽ quay. Còn mà nếu có một đáp án á, thì mình sẽ tặng cho các bạn đó. Anh em tham gia group, cái link group mình để ở bên dưới á, thì nếu mình thì nhận giao dịch trung gian, bán TB với nạp FV. Thì giao dịch trung gian á, thì mình sẽ lấy phí là 10k. Mà 10k đó mình sẽ đem vào để đủ cái gói 1.000 FV á, thì mình sẽ làm cái event đó. Khi nào mà giao dịch mà đủ là mình làm event cho anh em trong group luôn. Đấy, cho nên anh em tham gia group nhá. Ok, rồi. Thì như đó là xong rồi đó anh em ạ. Thì lưu ý là anh em không được chỉnh sửa bình luận, chỉ tính trên comment trên YouTube thôi anh em nhá. Đó, ok. Ở kết thúc dự đoán vào lúc 0 giờ ngày 8 tháng 10 là trước khi trận đấu bắt đầu. Đó. Rồi bye bye anh em nhé. Anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe kênh YouTube. Trận sau cũng chắc cũng sẽ làm event luôn. Anh em nào muốn nạp FV hoặc là mua TB thì anh em inbox cho mình nhé. Cái Zalo mình để ở trên video á. Ok, thì cái này chắc một tháng mình sẽ làm một cái event cho anh em, đó là bàn thắng đẹp nhất của anh em trong group. Anh em gửi cho mình làm một cái video, rồi anh em sẽ dự đoán, anh em sẽ comment bàn thắng nào mà đẹp nhất thì mình sẽ tổng kết ra và phát thưởng cho một người chúng, một người đó, hoặc là giải 2, giải 3 gì đó. Bye bye anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.